Các bạn thân mến, trên tay mình hiện nay đang là miếng dán cường lực đến từ nhà sản xuất Mofi dành cho chiếc điện thoại HTC 626, một trong những chiếc điện thoại mới vừa ra mắt của HTC. Bây giờ mình cùng mở hộp ra. Ở bên trong nó thì các bạn thấy một cái túi nó chứa những cái phần dụng cụ vệ sinh màn hình của chúng ta. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ cùng xem qua miếng dán cường lực nhân vật chính miếng tem ngày hôm nay. Đây là miếng dán cường lực có độ cứng 9H đủ để cho chúng ta an tâm trước những cái va đập thông thường như là rơi máy xuống những cái nền mặt cứng hoặc chúng ta để chung chìa khóa hay móng tay vân vân. Vào kéo chúng ta có thể thử luôn, rất là an toàn. Dán miếng dán này thì tương đối là đơn giản, các bạn cần vệ sinh màn hình cho thật sạch. Chúng ta ướm thử lên trên màn hình đi chúng ta, sau đó chúng ta lột bỏ cái lớp phía dưới này ra, chúng ta đặt nó lên ngay vị trí chúng ta vừa ướm, tự động nó sẽ lan ra, rất là đơn giản. Cái phần giới thiệu miếng dán cường lực dành cho chiếc điện thoại HTC 626 do Mofi sản xuất đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo của đồ chơi di động chấm com.